Xin chào mọi người, đây là thành phố Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông. Hôm nay thì mình giới thiệu tới mọi người một lô đất view hồ, vừa bán view hồ và vừa bán mặt tiền mềm bê tông. Lô đất này của mình thì thuộc thành phố Gia Nghĩa. Từ đây mà đi ra đến trung tâm thành phố thì nó rơi vào khoảng 2,8 km nha mọi người. View hồ rất là đẹp, nước hồ rất là trong xanh. Lô đất này của mình thì có 85m mặt tiền đường bê tông. Cái chiều sâu của mình là rất là ổn nhé, có nghĩa là mọi người có thể phân lô theo cái mặt tiền đường này. Trên lô đất của mình thì đang có một ngôi nhà xây. Ở đây thì view cực kỳ thoáng đẹp. Về cây trồng chủ lực ở trên đất của mình thì là sầu riêng nha mọi người. Số lượng là có 180 cây, năm nay bước vào năm thứ 5. Lô đất này của mình thì ngoài sầu riêng ra còn có một số cây ăn trái khác như là bơ, ổi. Phía trên lô đất của mình còn có một ít tiêu nữa. Mình sẽ quay dạo cho mọi người xem một ít sầu riêng, rồi sau đó thì mình sẽ vào quay chi tiết hơn. Cái phần sau của video ấy thì mình sẽ quay chi tiết cái vườn cây cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua một chút thông tin của lô đất nha mọi người. Lô đất này của mình thì có tổng diện tích là 9,6 sào ở trong sổ. Diện tích thực tế ở bên ngoài thì nhiều hơn một chút, nhiều hơn khoảng 1 đến 2 sào nha mọi người. Ngoài sầu riêng ở trên đất thì lô đất này của mình còn có thêm một cái bán đào nhỏ nữa. Cái đấy thì nó cách xa lô đất của mình khoảng một đoạn. Từ vị trí lô đất của mình thì có thể nhìn thấy ra hồ. Nước hồ thì dạo này là do đang là mùa khô nhá. Hiện tại là đang là tháng 3, đang là cái mùa khô ở Tây Nguyên, nên là nước hồ một phần là nó bị rút đi. Thứ hai là do đập thủy điện ở đây người ta xả nước nha mọi người. Tổng diện tích của mình là được 9,6 sào ở trong sổ nha mọi người. Cái này thì đã có sổ đỏ chính quy. 180 cây sầu riêng đã cho thu hoạch, rất là đẹp. Ngoài ra còn có 20 cây bơ, chủ nhà trồng để ăn trái. Cây cối ở trên vườn thì mình thấy rất là tốt. Ngoài sầu riêng, bơ thì trên lô đất của mình còn có một số ít cây ăn trái như là ổi và mít thái. Tất cả thì đều đã cho ra trái rồi nha mọi người. Ở đây thì cũng có rất nhiều chim yến nữa, tại vì gần hồ nên là chim yến có rất là nhiều. Xung quanh đây thì người ta vẫn chưa làm nhà yến nha mọi người. Nếu như bây giờ mọi người mua lô đất này xây nhà yến thì mình thấy rất là phù hợp. Cái video này là chủ nhà quay gửi cho mình nha mọi người. Mọi người để ý lại cái vị trí hồ cũng như là trung tâm thành phố nhé. Nước hồ rất là trong xanh, rất là đẹp. Phía trước mặt của mọi người là trung tâm của thành phố Gia Nghĩa. Từ vị trí lô đất của mình đi ra đến trung tâm thành phố thì nó rơi vào khoảng 2,8 cây số. Lô đất này của mình thì thuộc thành phố Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông. Mọi người để ý vị trí lô đất của mình nhé. Đắk Nông thì được ví như là Đà Lạt thứ hai, thời tiết ở đây thì mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ của Đắk Nông ấy nó chỉ xem so với Đà Lạt, nó chênh nhau khoảng từ 2 đến 3 độ C thôi nha mọi người. Trong năm tỉnh ở Tây Nguyên này thì Lâm Đồng là cao nhất, rồi sau đấy thì là đến Đắk Nông và thành phố Pleiku. Độ cao trung bình của Đắk Nông và Pleiku thì nó khoảng 800m so với mực nước biển. Còn ở Lâm Đồng thì ở cao nguyên Lâm Viên là cao nhất là 1.500m. Nhưng mà mình thấy khí hậu ở đây rất là mát mẻ. Khoảng 3-4 năm đổ lại đây thì bất động sản bắt đầu tăng cao. Những cái lô đất ở Đà Lạt để mọi người di chuyển về để nghỉ dưỡng ấy, thì giá nó rất là cao rồi. Nhưng mà ở Đắk Nông này của mình thì còn rất là thấp. Lô đất này của mình thì thuộc thành phố Gia Nghĩa nha mọi người, nên là đất rất là có giá trị. Kèm theo đó là có view hồ nữa. Mọi người để ý vị trí lô đất của mình này. Ngoài cái vị trí đất của mình là màu đỏ ra thì mình còn kèm theo là khoảng vài trăm mét vuông đất là nằm ở cái phía bán đảo kia nhé. Tại vì là hồ trước khi mà chưa đắp nước lên ấy, thì lô đất của mình nó liền và có diện tích rộng hơn. Nhưng mà sau khi quy hoạch lòng bờ hồ ấy, thì mình còn lại một chòm đất ở bên kia là chưa có sổ. Đấy là thuộc quyền sử dụng đất của mình. Và cái phần đất phía bên này là còn lại 9 sào 6 ở trong sổ. Nhưng mà diện tích thực tế thì nó có thể nhiều hơn khoảng 1 sào nhé. Tại vì quy hoạch trừ lòng bờ hồ đi rất là nhiều. 85m mặt tiền đường bê tông này của mình thì cũng rất là thẳng. Cái chiều sâu trung bình và độ bằng phẳng của nó là khoảng từ 30 đến 40 mét, nó tùy vào từng chỗ nha mọi người. Nhưng mà mọi người cũng có thể phân lô thoải mái. Ở cái khu vực này, cái mặt tiền bê tông này thì người ta đang bán dao động khoảng từ 30 đến 40 triệu một mét, tùy từng vị trí và tùy từng lô. Mọi người nhìn lại hình lô đất của mình nhé. Thực tế là khoảng hơn 1 hecta, còn chọn diện tích trong sổ là 9.526 mét vuông. 85 mét bê tông rất là thẳng, dân cư thì ở xung quanh. Đây là từ vị trí lô đất của mình khi di chuyển về đến thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Mình sẽ di chuyển về Đồng Xoài, dọc theo quốc lộ 14, rồi đến quốc lộ 13. Mình di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi vào khoảng 214 cây số nha mọi người.
Nếu như mà mọi người di chuyển từ dưới Sài Gòn đi lên trên này ấy, đi bằng ô tô thì mất khoảng 4 tiếng đồng hồ là sẽ đến nơi. Còn mọi người có thể đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi lên đến thành phố Buôn Ma Thuột, rồi từ sân bay Buôn Ma Thuột đi về đến thành phố Gia Nghĩa, nó rơi vào khoảng 120 cây nữa. Sầu riêng ở trong vườn của mình thì rất là đẹp. Tổng cộng sầu riêng là có 180 cây nhé. Có 180 cây nha mọi người. Sầu riêng ở trong vườn thì mình nếu như mà theo thang điểm 10 ấy, thì mình đánh giá là 8 trên 10 nhé. Những cái cây đẹp nó bù đi cây xấu, nhưng mà hầu như là sầu riêng ở trong vườn của mình thì rất là đều. Cây tán rất là đẹp nha mọi người. Ngoài sầu riêng thì có một số ít cây ăn trái như là 20 cây bơ, một số cây mít. Mít của mình là mít Thái, một số cây ổi. Cái mạng ở phía giáp bờ đường ấy, thì hồi trước chủ nhà có trồng một ít cây hồ tiêu, nhưng mà bây giờ thì hồ tiêu cũng tương đối xấu nha mọi người. Cái phần đấy thì mình nghĩ là nếu như mọi người có mua lại lô đất này thì mọi người nên phân lô ra để bán, tại vì dân cư ở xung quanh lô đất của mình cũng khá là đông nha mọi người. Sổ của lô đất thì mình sẽ để ở cuối video cho mọi người. Cái lô đất này thì mình sẽ để số điện thoại trực tiếp của chị chủ nhà. Mọi người mua bán trao đổi thương lượng giá cả thì có thể liên hệ trực tiếp với chị ấy nhé. Cái giá mà chị đấy đang mong muốn hiện tại thì nó dao động vào khoảng 5 tỷ 3 nha mọi người. Nhưng mọi người có thể gọi điện và thương lượng trực tiếp với chị đấy. Số điện thoại thì mình sẽ để ở góc bên phải của màn hình. Đấy là số của chị Hiền. Theo như mình đánh giá nhé, tại vì là bây giờ thì ở dưới Sài Gòn, Đắk Nông này, à Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước là những cái khu công nghiệp rất là lớn. Hồi trước mà khi mà mọi người muốn đi du lịch nhé, mọi người ngoài du lịch biển ra thì mọi người du lịch sinh thái thì mọi người hay hướng đến Lâm Đồng để nghỉ dưỡng, tại vì thời tiết ở đấy rất là mát mẻ. Đấy là ở trong miền Nam, còn ở ngoài Bắc thì là có Tam Đảo ở ngoài Vĩnh Phúc, thời tiết cũng rất là mát mẻ. Nhưng mà bây giờ là do Đà Lạt thì cái giá đất nó rất là cao rồi, mình nghĩ là nó đến đỉnh rất là lâu rồi. Bởi cái giá đất như thế thì để mà có được khoảng một lô đất nhỏ mà để nghỉ dưỡng xây nhà thì rất là khó. Nhưng mà lô đất này của mình thì thuộc thành phố Đắk Nông, nhưng mà bây giờ cái khí hậu ấy thì nó xem như Đà Lạt, mà cái giá nó lại rẻ hơn Đà Lạt rất là nhiều. Đắk Nông này của mình thì cũng là một thành phố mới nhé mọi người, mới lên thành phố được khoảng gần chục năm nay thôi. Thì Đắk Nông của mình thì đang được có một cái hướng phát triển là phát triển chủ yếu về du lịch. Ở đây thì có một số đặc địa địa điểm du lịch nổi tiếng như là thác Lưu Ly này, nổi trội nhất thì vẫn là Tà Lùng. Ngoài ra còn có thác 3 tầng, thác 7 tầng. Mình thấy là khí hậu, thổ nhưỡng hoặc là địa hình ở Đắk Nông rất là phù hợp để phát triển du lịch. Nếu như mà so với hiện tại cái lô đất này, cái thời mà đất nó sốt thì đang ở trên đỉnh ấy, thì cái giá nó rất là cao. Nhưng mà bây giờ thì anh chủ nhà này đã hạ giá, chị chủ nhà chị đã hạ giá rất là nhiều rồi. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp thương lượng với chị về giá cả. Sổ sách thì cực kỳ rõ ràng. Vườn cây cối của mình cũng đẹp nữa, đặc biệt là 85m đường bê tông kia thì giá dao động ở đây người ta đang bán khoảng từ 30 đến 40 triệu trên 1m. Đằng này thì mình cũng có thể phân ra 85m đấy, mình ít ra mình cũng có thể phân thành 8 lô. Mình thấy cái giá này nó cũng là hợp lý nha mọi người, tại vì đất của mình là thuộc thành phố nhá, thuộc thành phố Gia Nghĩa nên là nó rất có giá trị. Từ đây mà đi ra đến trung tâm thì cũng chỉ có khoảng 2,8 cây số thôi. Đường đi thì rất là thuận tiện, ô tô xe 7 chỗ, xe 4 chỗ thì có thể vào đến tận nơi. Mặt tiền đường bê tông này của mình thì mọi người để ý này, thẳng tắp nha mọi người. Xung quanh đây thì dân cư cũng ở khá là đông rồi. Đặc biệt là cái lô đất này của mình còn bám view hồ nữa. Tuy rằng là cái hồ nó không còn đẹp lắm, nhưng mà ở đây là vẫn có nước nhé. Khi nào mà nước nó dâng lên thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, long lanh hơn rất là nhiều. Cũng có một ngôi nhà để cho mọi người ở nữa. Khi mà mọi người nếu mà mua bán ấy, thì chỉ cần chuyển vào là ở luôn thôi. Ở đây thì mình cũng thấy là chim yến có rất là nhiều nha mọi người. Tại vì gần hồ mà, chim yến thì thường là nó ưa sạch sẽ, nên là nó sẽ ở những cái nơi nào có nước, có nguồn nước. Vừa rồi thì mình đã cung cấp khá là đầy đủ thông tin của lô đất cho mọi người rồi. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với chị chủ nhà qua số điện thoại 0813 303 079 để gặp chị Hiền để thương lượng giá cả nha mọi người. Phần cuối của video ấy, thì mình sẽ để sổ lô đất ở đấy cho mọi người. Mọi người tiếp tục xem video cùng mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.